nguyên quyền, từ từ hình phẩm là ok ha. Đây có ba cây cổ thụ nữa đây, gặp to nè. Cây đó cây kim quýt, cây đó là 100, năm nay nó 127 năm, cũng sống chứ chết đâu hả? Không. Ê, độc lạ cho mọi người, cây wow này, đây là cây chằm mồi, đây cây chàm, đây là cây tu hú nè hồi xưa. Cây chó đẻ mà nó bự vậy nè. Trời. Cha lâm dồ. Cha lâm dồ. Cây này cây linh sam lá lớn. Me nè. Đó cây cần thân. Cần thân hả? Cái cây đu đủ dầu mà nó chạy một thân, hai thân, ba thân, dáng bự. Cái gốc nó bự hơn như một cái hai cái mặt bàn luôn á. Gốc quá trời. Săn ở đâu mà gốc dữ dữ không vậy? Đây là hai cây cổ thụ mới bứng về nha anh em. Gốc cũng hơn một gang cái này. À, còn cái này là lâu năm rồi. Cái này gốc cũng phải một mét hơn. Tính từ sát gốc luôn ha. Đang để cho nó dán quyền. Nghiêng quyền. Từ từ hình phẩm là ok ha. Đấy, đây có ba cây cổ thụ nữa đây. Đây là dân đam mê mới chuẩn bị vô hội vườn nha. dân mới chơi mà chơi cây gì không nè. Đó. Cắt còn lỗi tà le chứ. Cái này cắt sát quá rồi. Vừa thôi. Từ từ nó ấy đẹp. Cái này nè, cái này sắp lấy được cái đọt non này là im rồi nè. Ủa đứt luôn cái đọt rồi. Hôm đó tôi cắt rồi tôi tính lấy rồi đi vô ăn cơm, đi ra thì nó gãy ngang cái cúc rồi. Đây, cái này gọc to nè. Cái này là bắt quá tới chừng lá lụng lại khoảng tầm ngang đây. Ngang đây là dừa nè. Ba thằng đó là một cái này đẹp ha. Mà bây giờ người ta có trái ăn đâu mấy năm trời rồi đó. Gốc nghiêng luôn nè. Đây nè, cái này gốc nghiêng nè. À, cái cây hồi lúc tôi bứng bển cũng cỡ vậy nè. Cái này ở ngoài xách vô luôn đó hả? Ở ngoài xách vô đó. Nè, gốc nè. Giống cái đọt quá vậy? Cái rễ hả? Cây này làm siêu mini đẹp luôn á cây này. Đó gốc rồi. Ồ, cái đế nó tới dưới đây luôn mà. Mày làm siêu mini vô cái chậu vuông vuông đẹp lắm nè, này nè. Vô chậu cái này ha. Ừ. Chậu đó bự. Siêu mini nhỏ nhỏ. Cái này với cái cây đầu đẳng. Cái này nè, cái này thì vô chậu này vừa nè. Trồng mớ rau má một cái nữa ha. Ừ. Hỏi không đưa tôi đem bán trồng chính nhất nha. Trời ơi kìa, một đống kìa. Tôi mới nhổ ra đây nè. Tôi dục ở đây nữa nè. Đây nè. Đó. Cái nó đâu phải. Cái này có cái bộ đế cũng đẹp ha. Cây chuối luôn đó hả? Cây đó cây kim quýt. Kim quýt hả? Ở đây là nguyên một vườn kiển luôn mọi người. Đây là dân chơi kiển mới bắt đầu chơi dừa thôi mà chơi toàn là dừa cổ thụ luôn á. Cây vú sữa. Cây vú sữa đó mua gì bự quá trời. À, cây đó là 120 mấy, năm nay nó 127 năm. Cây đó là anh nhớ là nó quá trời bự. Cây vú sữa này khủng lắm mọi người, cái gốc to dữ lắm to. Chỗ nhà ông ba con đó anh. À, mua nhà ba con hả? Ừ. Đây. Gốc to lắm. Đây có cái cây cha bồ đề vậy nè. Đây là nguyên dược kiển luôn, cây dữ dữ nè. Trời, cái sạp mà làm đến cái dữ vậy đó hả? Si, si cái si giống cái sạp vậy? Cái si là thường thường mình ở đây người ta gọi là cây gừa á. À, cây gừa, ừ đúng rồi, cây gừa chứ là không? Ừ. Cây gừa, thường thường người ta gọi là cây si, mấy người Bắc á. Ờ. À. Đục lỗ đi mà nó không mục ha. Dễ vậy. Chơi mà. Nó u nặng ra nữa chứ, cái cây nó còn sống là nó bị khuyết vô, mình đục nó khuyết vô là nó u ra chứ. Thấy cây chó đẻ không? Nè, cây chó đẻ mà nó bự vậy nè. À, cái này hả? Trời ơi. Toàn lịch chơi hàng dữ không hả? À, lọt vỏ kiểu này là giống cái cây gì ấy. Ừ, nha. Lũa, chơi theo mấy cái người Nhật. Ừ, vậy mà cũng sống chứ chết đâu hả?
Không, nếu mà lột vòng vòng hết nó không cung cấp dinh dưỡng được nó mới chết. Còn nếu mà lột không, bên này bên cái cây của người Nhật người ta làm lột hết trơn luôn, dáng sống nữa. Của người Nhật là nó chơi là 10 cây là nó lũa hết. Ừ. Cây nào nó cũng lũa hết. Lột vỏ hả? Ừ. Lột ra còn cái gốc đó, nó lột ra tôi... còn cái gỗ còn ở trong á. Gỗ cái với cái vỏ ở ngoài là dáng sống. Cái này là cây gì trồng trong quán nó thấy nhiều không nè, cây gì? Cây này cũng không biết tên đâu. Trong quán cà phê hay trồng nè, cây đó là đúng là tên luôn. Cái gì cây lạ lạ không nhớ không cái gì nữa. Cái này thì cây wow. Trời ơi, cây wow. Cây wow cũng làm kiển luôn hả? Ê, độc lạ cho mọi người, cây wow này đẹp chứ bộ, quá dữ. Rồi cái cốc luôn, cái cốc, cái này là cái cây này, cây gì, cây bên nhà lập trồng cây gì không nè? Cái này, cây này hả? Cây này cha lâm dồ. Cha lâm dồ rồi. Cái này là cây chầm mồi. Chầm mồi, ba cây chầm mồi rồi. Ừ. Đó cây nữa. Cây chầm mồi này đẹp nè, cây đó còn đẹp hơn nữa. Cây này là có tác dụng là khi nào mà ăn cá kho, cá nướng đồ thiếu rau là bẻ ăn luôn, rất là ngon. Ăn bánh xèo cũng rất là ngon nè. Có chàm nữa đó. Gì? Chàm. Trời ơi, cây chàm luôn. Quá dữ rồi. Đây cái chàm. Bốt sai độc lạ không? Chàm đó chàm gừng hồi xưa đó chứ không phải bây giờ. Đúng rồi, chàm lá nhỏ nè. Cái này là cái sợp nè. Này mai trứng thủy à? Không, cái đó mai Nhật. Mai Nhật hả? Ừ. Tức cái là cái lá nhỏ xíu vậy đó hả? Ừ, mai Nhật đang cái này nữa nè. Chắc cái mai bên tôi nó có lá cũng nhỏ xíu vậy đó, phải mai Nhật không? Kim giòn. Nó hai loại nha. Hả? À. Nè Nhật nữa nè. Đó. Quá cái dữ. Cái này cái gì không? Cái này tu hú hả? Đó. Trời ơi, cây tu hú mà cái gốc vậy đó hả? Cái gốc nó bự vậy đó mà nó chết rồi giờ còn cái rễ xuống lỗi, hả? Cái lỗi của nó, cái đầu nó lên lại được. Đây là cây tu hú nè, hồi xưa hay dò uống nước mát nè mọi người. Bọt bọt đó. Đó, tức là cái gốc này của nó trước chết phải không? Ừ. Bây giờ nó còn cái rễ này. Ừ. Rồi cũng dữ chứ bông. Cái này hồi trước, hồi lúc phải ông Sơn BU là giữ lại gốc đẹp. Trời ơi, đâu hỏi cái dạng mà chơi cũng đâu có ấy đâu. Không, bây giờ ông gánh gánh ông ấy mấy mục này gam Sơn BU cũng được nè. Nó còn cái lỗi ở trong chắc đẹp á. Hả? Mục quá trời. Không, cái lỗi trong cứ ngắt nè. Làm mình lấy cái lỗi không là giống như cái cây ông gọc đó vậy đó. Cái đó mai chia chứ thấy đó. Ừ. Ừ, phải là bên tôi mấy mai này nè. Là khác hay mai Nhật? Cái này là nó giòn, cái nhánh của nó giòn. Thấy cũng giống như gan cây mai trắng chứ khác gì đâu ha. Cái lá như cây thành của nó. Ừ. Nó... Còn cái cây đồ sộ này là cây gì? Cây đó cây lộc rừng. Ừ, phải rồi, cây bên đó như cây lộc rừng phải không? Không phải. Gì hả? Cây này cây lộc rừng nè, lộc rừng kiển. Chứ không phải lộc rừng rừng. Cái này lấy ở Đồng Tháp. Cây đó ở Đồng Tháp. Quá dữ rồi, cái gốc này. Cây đó là mới sơ tải chạy. Một vậy, thăng, hai thăng, ba thăng. Ba thăng mà cái gốc bự. Dán lông. Có cái đầu hả? À? Hình gồng á. Rồi, còn cây bên đó là cái cây đinh gì, hoa bằng tím bằng lăng hả? Ờ, bằng lăng. Rồi, cây hoa tím bằng lăng cho bá này. Cái đó từ Đồng Tháp á. Trời ơi, một cái tàn dữ dằn lắm. Tàn to, hoa tím bằng lăng đây. Đây là cái gốc này. Ờ, cái gốc nó bự hơn như một cái hai cái mặt bàn luôn á. Đồ sộ như cây gừng ha. Quá trời, cây tím bằng lăng, đường tím bằng lăng nè, cái cây này. Thằng dữ không? Ơi. Ơi. Cây ổi này ổi gì? Ổi mình hay ổi kia? Chim á. Ờ, ổi mình đó hả? Ờ. Quá trời cái ổi à, dáng đẹp. Cái ổi này ăn mấy em nè, chứ ổi bây giờ sao bằng. Rồi cây chàm gì cũng đem vô trồng kiển luôn đó hả? Ờ, chàm Đà Lon. Quá trời ơi, cái thứ cây gì cũng có ở đây hết. Cây khế nè. Khế đó, cây gân. Khế gân hả? Chua hay là ngọt? Chua
mới gốc bạch đằng mà nó còn đem vô đây nó làm kiển nữa mà thấy không nè, nó bắt đứng đây làm kiển nè thấy không, để bạch đằng 45 năm gốc bạch đằng 45 năm. Cái sọp này là giữ luôn nè, cái sọp này mà chơi cái sọp này phải đem mấy cái tay mà ở trên biệt thự bự bự mà cái sân rộng chà bá đó ha. Để là tới nách luôn nè, dán bự. Cái đó là đó mua hay là ở nhà? Cái đó mua. Trước mua. Cái này cái gì? Cái này cái linh sam lá lớn. Linh sam. À, linh sam tôi thấy làm nó gập cái này ra phải không? Giống như mấy cái kia phải không? Cái này là cái linh sam, hai cái linh sam lá lớn. Linh sam, khế này khế chua ngọt. Cái nó cũng trái nó chua. Là nó khác với khế chua mình không? Khác hơn. Gốc quá trời. Xăng ở đâu mà gốc dữ dữ không vậy? Cái này là về của Đồng Tháp hết. Mấy cây cây này là của Đồng Tháp mua đem về. Cây me nè. Dài dài bên đó còn chầm ruột gì tùm lum hết. Có cây đầu tiên hả vậy? Hả? Ủa không phải cây mai hả? Cây mai lá bự vậy? Cây đó cây lộc dừng. Cái này nè. Ờ cây lộc dừng đó. Lộc dừng thứ cái cây đó đó. Ờ cái lá y gan như lá mai. Cây đó già dữ rồi đó. Ồ đây khới nè. Dán này gọi là dán gì? Dán nằm và lông hả? Muốn kêu nó dán gì? Kêu... Dán quyền mà quyền này không biết quyền gì, nằm từ từ dưới ra đây luôn nè. Hình thú. Ừ. Cái này là hình con gì? Muốn đặt con gì rồi. Quá trời sần sùi nha. Kiển là phải sần sùi vậy nó mới được. Ừ. À, chạm những kiển rồi đủ thứ rồi. Bên đây thì những cái kiển bonsai nè, bonsai mini. Trời ơi, cây gì mà cái gọi cái rồi rồi cái đó là cái cây vina lên cây hết cây vina mà nó không biết nữa trời. Cái này nhìn cái nhỏ xíu xíu có cái cũ luôn nè. Cây xanh của mình đó mà nó có củ á. Ờ, đã. Ừ. Cái này quá dữ rồi. Cần thân. Đó, cái này mới ghê nè. Cái đó cây cần thân. Cần thân hả? Ừ. Đó, giờ tôi mới nghe thôi. Cần cụ rồi đó. Ừ, có trái có qua gì không? Chưa thấy chỗ trái. Dạ. Này là mai trứng thủy, mai trắng, mai cái gì nè. Sọp nè. Lạnh rồi đó, nó giờ lạnh rồi. Ủa, quá trời cây độc lạ luôn mọi người. Độc lạ thứ hai chứ không phải độc lạ làm chưa. Này là độc lạ thứ hai Kiên Giang, miệt thứ Kiên Giang. Giang Long. Làm sao mà nó có cái đầu ra đẹp ha. Rồi, cái cây đu đủ dầu mà nó chà bá vậy đây. Cái này có nhầm người ta. Cái đó đâu phải đủ dầu hả? Đủ dầu á, đủ dầu. Có hoa nè, bông của nó rất đẹp, cái hoa nó nè. Đỏ nè. Rồi, một vòng tham quan vườn kiển độc lạ thứ hai An Biên miệt thứ mọi người. Ở clip của mình tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp mọi người trong những clip sau ha.